Cái nữa mình lôi tàu à. Tại vì con Nam Út, Nam Phương không? Quay lại không kéo này vô thôi, còn gì quay lại đi, không bắt đầu kéo dây vô thôi. Gọi là number 4 của chị. Qua trang tự giới thiệu, em là Phương. Còn anh ngồi với cái bên kia là anh Thành. Hay người ta thường gọi anh đây là Heineken Ken đó cô chú chị. Nếu mà cô chú chị còn uống bia thì cứ kêu anh đó, bọt nắp uống liền đó. Qua chương trình chúng ta sẽ đi ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi gồm có 4 đảo khác nhau. Đảo đầu tiên chúng ta đi có tên gọi là Hòn Miễu, hay còn gọi là Thủy Cung Trí Nghiên. Tàu chúng ta sẽ dừng ở Thủy Cung Trí Nghiên 45 phút cho tất cả mọi người lên Thủy Cung Trí Nghiên ngắm nhìn động vật sinh vật biển hiện có Thủy Cung Trí Nghiên, và đồng thời cô chú chị mình có thể mua quà lưu niệm ở đó luôn. Thủy Cung Trí Nghiên là một cái thủy cung lớn bậc nhất ở Bình Dương, rất là đẹp ha cô chú chị. Chúng ta sẽ dừng đó cho mọi người lên đó Thủy Cung để xem động vật và sinh vật biển. Và sau khi 45 phút kết thúc là tàu chúng em sẽ di chuyển đưa mọi người đến cái đảo thứ hai. Đảo thứ hai nó có tên gọi là Hòn Một. Dạ xin lưu ý của chính chị, Hòn Một chứ không phải Một Hòn của chính chị. Đừng đọc ngược lại giùm em ha. Chúng ta sẽ dừng đó một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ cho tất cả mọi người đi tập và ngắm san hô. Ở trên tàu chúng em có phục vụ pha bơi chính là ổng thờ hiện với cho cô chính chị đã sử dụng. In China, Pandaran Songhe. Songhe. Songhe, yeah. In Japan, Uni. In Japan, Uni. Ở ngoài tiếng Việt của nó là con nhâm biển ha, cô chú chị, hay còn gọi là con cầu gai. Và em sẽ giới thiệu cho mọi người cái con này. Dạ cô chú chị ơi, cái con này là một con ăn rất là ngon, rất bổ dưỡng cho chúng ta. Và cái con này nó chứa hàm lượng chất dinh dưỡng rất là nhiều. Nó như được quý như một con hải sản thứ hai ở dưới đáy biển của chính trị. Bởi vì sao? Cái con này nó sống dưới rạng san hô và thức ăn của nó là tạo thực vật hoặc là san hô. Vì vậy hàm lượng chất dinh dưỡng của nó chứa rất là nhiều canxi và vitamin. Cầu gai của nhân biển này chúng ta có thể order ngay bây giờ. Ngoài ra tới đó chúng ta sẽ ăn đặt tại trên tàu cho chúng ta ăn. Ra đó chúng ta sẽ nấu tại trên tàu. Chúng ta cái con này chúng em sẽ nấu thành hai món. Món thứ nhất là chúng em sẽ chế biến thành như kiểu súp về thôi chú chị. Súp như là giống như súp măng cua. Là như thế này, cái con này chúng em sẽ cắt ra lấy cái gạch thơm của nó bên trong. Và chúng em sẽ nấu với lòng đỏ trứng gà luôn. Và một chiếc súp nó khoảng từ 5 đến 6 con nhân biển trên một chiếc súp. Và giá một chiếc súp là 500.000 đồng một chiếc súp. Và nếu mà có cô chú chị nào thích không thích ăn súp thì có thể ăn sesame là ăn xong thưởng thức hương vị. Hello lady and gentlemen, I will introduce for you that one. That one pretty good of the season. You know that one, the sea urchin, that one really on the core. So it's food, vegetable, animal out on the river. So that one have a lot of calcium, green stomach. Thank you.
아무거나 해봐. 아무거나 해봐. 아무거나 해봐. 아리라 아리라 아리우 아리라 You want to sing? Stamattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho visto l'impatto. Stamattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho visto l'impatto. Two very good singers. See you on MTV, right? Thank you very much. And how about Thai? Thailand. Yeah. Thailand song. Welcome, welcome to Mr. Thailand. Happy birthday to you. Mình thưởng về miền Trung đi. Rồi.